Chào mừng các anh đã đến với kênh đồ vải của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 323 cho các anh, tổng cộng là 20 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình ưng ý với món hàng nào mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có kích thước nhỏ, em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn những đơn hàng nào mà mình chọn phương thức ship COD thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn ha. Em vào chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 này em lên cho các anh là một cây tua vít tự động hiệu Anet. Cái này hàng của Nhật ha các anh. Bên trên này nó sẽ khắc chìm chữ Anet nè, BAT.B, in Japan, xuất xứ từ Nhật ha. Cái phần những cái phần bên dưới này đều bằng nhựa hết nha các anh, bằng nhựa hết, còn nguyên vẹn là không có bị nứt bể gì hết luôn. Bây giờ em sẽ test cái phần tự động của nó nha các anh. Em đang xoay qua phải nè, đổi chiều, xoay qua trái. Cái thanh này mình cho nó ở giữa thì sẽ cố định lại ha, để mình vặn. Rồi, cái này là cái mũi vít nè các anh. Đầu thì em thấy là còn khá đẹp, là không có bị tà hay là mòn gì nhiều. Cây này là đầu BH1 nha các, đầu cộng 1 ha. Ngoài ra thì cái này nó còn tặng kèm cho mình một cây mũi vít nữa. Cái này đầu trừ 4.5 ly, gần 5 ly các, trừ 4.5 ha. Mũi vít còn đẹp luôn nè các anh. Này các anh mua về sử dụng mình có thể là chọn những cái size thích hợp ha, tùy vào cái mục đích sử dụng của mình có thể cắm vào đây là cộng 2, cộng 3, trừ 4, trừ 6 ha. À, về phần kích thước thì cây này nó dài 11cm. Giá của nó là 120.000. Mã số 1. Và tiếp theo mã số 2 là một viên đá mài hiệu Makita. Đây là các một viên đá mài. Cây này nó cũng là hàng của Nhật luôn nha các. Bên trên này nó sẽ có một cái tem như thế này. Tuy nhiên thì nó tróc hơn một nửa rồi các anh. Nó chỉ còn lại đây Makita nè, hand planer use. Cái chỗ này là cái gì vậy các anh? Xong stone. Đó, chữ Nhật nè. Các cái góc cạnh thì em thấy là cũng còn khá là nguyên vẹn, không có bị nứt hay là bể mẻ gì các cái góc này quá nhiều mà các anh. Em thấy là cũng còn ok. Cái này mình về mình có thể là mài lưỡi dao, lưỡi kéo ha, những cái đồ trong nhà bếp của mình chẳng hạn. Này dài 15cm, ngang là 7cm. Cái này đường cao của nó là 2cm đó các anh. Em sẽ cân thử trọng lượng của viên đá mài này ha. Viên này nó nặng 300g nha các anh. Giá của nó là 200.000. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3 là một cây sủi hiệu Opha. Cái này nó cũng là hàng của Nhật luôn nè các anh. Hàng của Nhật luôn. Bên trên này nó sẽ, bên trên cái phần lưỡi này nó sẽ khắc chìm chữ Opha stainless và Japan. Stainless là thép trắng các anh. Mình sử dụng thì mình sẽ không lo nó bị rỉ sét theo thời gian ha. Ở đây là cái phần lưỡi mài, lưỡi sủi thì em thấy lưỡi còn đẹp, không có bị mẻ gì hết. Còn về cái phần bên dưới tay cầm bằng nhựa này thì sẽ có đúc nổi lên chữ Ofa Japan. Đó, hiệu Ofa, hàng của Nhật nha các anh. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 16cm và lưỡi này được 2,5cm. Giá của cây sủi này là 40.000. Mã số 3. Mà tiếp theo mã số 4 là một cây kéo tỉa hàng rào. Cái hiệu này là hiệu con cua, hàng của Nhật á. Nó rất là dài. Thì em sẽ quay tổng thể qua một lượt trước đi ha. Sau đó em sẽ vào chi tiết. Em sẽ quay từ cái phần chốt này đi. Để chốt một mặt bên này là hình bông hoa, còn bên này nó sẽ khắc nổi lên cái logo của thương hiệu là hình con cua các. Mình xem phần lưỡi luôn đây. Đây, lưỡi nè các, không có bị mẻ gì hết ha. Lưỡi em thấy là còn nguyên vẹn và còn rất là đẹp luôn nè. Về bên dưới tay cầm, cái phần cán này là cán gỗ nha các. Cán gỗ bên trên này nó sẽ có một cái tem Nhật, tuy nhiên thì nó trôi chữ gần hết rồi, các tróc giấy hết rồi, nó còn có một ít ngay đây thôi. Cán gỗ còn nguyên vẹn hết, không có bị nứt nẻ gì hết nha các. Cái này em thấy là còn mới lắm, cái này mình sử dụng để cắt tỉa những cái cành cây mà nó cao ở trong vườn nhà mình, rất là tiện luôn. Em sẽ đo kích thước của cây này. Đến đây là được 60 nha các. Cây này nó dài 68 cm. Chiều dài tổng thể 68 cm. Lưỡi cắt của nó được 16 cm. Giá cây này là 300.000. Mã số 4, một cây kéo tỉa hàng rào. Mã số 4. Qua mã tiếp theo, mã số 5 là một cây kìm cắt cộng lực hiệu Hit. Cái này nó cũng là hàng của Nhật luôn nè các. Một cây kìm cắt cộng lực. Cái này bên trên này nó sẽ khắc chữ BAT.B nè, chữ Hit nè, và cái logo nội địa Nhật lại khắc chìm vào luôn. Cái phần lưỡi cắt này thì nó có bị mẻ những cái đoạn nhỏ ở đây một tí ha. Bị mẻ ở đây một tí ha. Những cái con ốc thì nó sẽ có dấu mũi tên như thế này. Còn bên trên này sẽ khắc nổi chữ alloy steel nè, Hit 350. Mặt sau cũng vậy nè các. Mặt sau là có chữ Japan nè, nó xuất xứ từ Nhật, alloy steel, Hit 350. Cái lỗ nó cũng không có bị hở sáng quá nhiều đâu các anh, cũng nhỏ thôi. Cắt cáp là vẫn vô tư ha. Cây này cắt cáp 7 nha các anh, 7mm nè, 1/4. Hiệu Hit, logo nội địa Nhật khắc nổi lên luôn. Size của nó là 14 inch, forged steel nè, thép rèn các, rất là cứng chắc luôn ha. 350mm. Cái phần vỏ thì ở đây nó bị tét một đường, lộ cán đỏ bên trong ha. Chỉ có một bên như vậy thôi các anh nha các. Còn bên còn lại thì vỏ còn nguyên vẹn hết. Mình thao tác thì mình sẽ cầm, có cái phần cao su ở đây mình cầm rất là ôm tay ha. Cây này thì nó khá là nặng. Nó sẽ cắt những cái cây sắt lớn, có cáp là 7mm, cắt cáp 7. Nhưng mà nó có cái phần trợ lực, thao tác rất là nhẹ nhàng luôn nha các. Em sẽ mở ra cho các xem cái phần lưỡi cắt bên trong nè. Đây, nó lưỡi mình nhìn như này thấy nó không có bị mẻ gì nhiều ha các, không có bị mẻ gì luôn. Và cái góc này, cái mặt bên này nó, cái phần lưỡi mặt trên này nó hơi nhô lên một tí, chứ còn răng lưỡi thì em thấy ok, không có bị mẻ nha. Cho nên là một mặt bên này thì mình nhìn nó hơi nhô lên, nhìn nó hơi hở sáng, nhưng mà mặt này thì nhìn lại không thấy lắm cả. Đó, nhỏ thôi. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được 36,5 cm và lưỡi cắt cây này được 2,5 cm. Giá của cây này là 250.000, mã số 5. Em qua mã tiếp theo, mã số 6 là một bộ 3 cây mũi khoan, hàng của Nhật luôn các anh. Một bộ 3 cây mũi khoan như thế này. Size 4.8, 6.4 và 7.5. Cái này size nhỏ vừa này, phù hợp cho các anh sử dụng gia đình nè các anh. Nhỏ thôi. Cái này size 4.8 ha, hàng mới luôn, chưa sử dụng nha các anh. Nó sẽ được đựng trong một cái hộp như thế này. Đây. Bên trong nè. Mũi đây các. Đó, hàng mới chưa sử dụng, các anh xem cái mũi của nó rất là đẹp luôn ha. Về kích thước cây này, cây 4.8 này thì chiều dài của nó được 8,5 cm. Cây số 1. Tiếp theo sẽ là cây 6.4. Nó cũng đựng ở trong một cái hộp nhựa như này, tương tự bên trên thì nó cũng sẽ có những cái thông tin chữ Nhật ha, và số 6.4. Rất là mới luôn nha các anh, không có tì vết gì ha. Mũi nè. Về kích thước của cây 6.4 này thì nó được 10 cm nha các. Rồi cây tiếp theo, cây 7.5. Cái hộp 7.5 này thì nó còn rất là mới luôn các. Hộp màu rất là sáng ha. Đây, cây này thì bên trên nó có khắc laser lên những cái thông tin nha các anh, chữ Nhật nè. S 7.5. Cái đầu ảng mỏng luôn ha. Cây này thì thép nó màu thép trắng, nó rất là sáng. Mũi nè các anh, cả ba cây đều chưa có qua sử dụng nha, mũi còn đẹp hết luôn. Để kích thước cây này thì nó được 12,5 cm, 12,5 cm. Giá cho một bộ ba cây này là 90.000. Mã số 6. Mã số 6 90.000. Và tiếp theo mã số 7 là một cây kéo tỉa. Một cây kéo tỉa răm. Cái này nó cũng là hàng của Nhật luôn nè các. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật mà các. Đây, khắc đường nét rất là tỉ mỉ, rõ nét ha. Lõi ở đây là bằng đồng nè. Bằng đồng. Còn đẹp luôn ha các. Cái này bên ngoài nó có cái nước sơn đen. Nó còn rất là mới luôn, không có bị tróc sơn gì luôn các. Nguyên vẹn hết, không có bị cấn móp nứt bể gì cả. Về phần lưỡi cắt thì nó cũng còn đẹp nè. Không có bị mẻ một cái góc cạnh nào hết các. Em sẽ test cắt giấy cây này ha. Em có cái tờ giấy này. Rất là ngọt luôn hết á. Cái này mình sử dụng để tỉa các cái cành cây nhỏ trong vườn rất là tiện luôn nè. Chiều dài cây này là được 20,5 cm và lưỡi cắt của nó là được 5,5 cm đó các. Giá cây này là 250.000, mã số 7. Và tiếp theo mã số 8 là một cây cờ lê trượt hiệu Super. Đấy các. Một cây cờ lê trượt hiệu Super, hàng của Nhật luôn. Bên trên này nó sẽ khắc HVK gạch 165. Cái này là hiệu Super nha các. 4K BAT. Đây, nước xi rất là sáng bóng luôn các. Nguyên vẹn hết, không có bị cấn móp nứt bể gì cả. Mặt sau adjustable hook spanner, đây là Japan, Nhật Bản ha, xuất xứ từ Nhật. Đây là cái phần đầu cờ lê, mình xem cái miệng bên trong của nó nè, rất là mới đẹp luôn và nguyên vẹn, không có bị nứt bể gì hết nha các. Nguyên vẹn hết. Ở bên trên này thì nó sẽ có những cái size. Cái size nè các, cái chữ size rồi 95 nè, 101, 102, 103, 104, 150 và 165. Các cái size rất là lớn luôn các. Răng nè, răng còn rất là đẹp luôn các, không có bị mòn hay là bị mẻ một cái răng nào hết nha. Về kích thước của cây này thì chiều dài của nó được 37 cm và giá của cây này là 250.000, mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 đâu ta? À đây, mã số 9. Sao em đánh số bên dưới. Mã số 9 là một bộ 3 cây cờ lê hiệu KTC. Đây các anh, 3 cây này. Em sẽ quay chi tiết từng cây ha. Một cây 8, 9, một cây 10, 12 và một cây 12, 14. Bên trên này nó sẽ khắc số 8 nè, KTC Kyoto, cái chữ Nhật KTC và số 9 nè. Nước xi rất là sáng bóng luôn hả các. Rất là mới luôn ha. Ở sau này nickel chrome vanadium 70. Và mình xem cái đầu khóa, đầu cờ lê số 8 nè. Cái này là cái vết rỉ. Cái vết rỉ nhẹ bên trong, tuy nhiên thì nó không có bị nứt bể gì hết nha các. Bên này là số 9 nè. Bên này cũng vậy. Còn đẹp nha các. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được 12 cm. Cây số 1. Tiếp theo cây số 2 sẽ là cây 12, 14. Bên trên này nó sẽ khắc số 12 này, KTC Kyoto, cùng một bộ này. Logo, cái chữ Nhật ở giữa là giống nhau hết nha các. Logo nội địa Nhật này, S14 ha. Nickel Chrome Vanadium 80. Đây là số 12 này. Ta xem miệng bên trong. Nó có những cái vết troxy nhẹ, tuy nhiên thì cái phần miệng là em thấy còn nguyên vẹn hết. Không có bị nứt bể gì hết nha các anh. Ở đây bên này là đầu 14 nè. Đây 14 12 này em thấy là còn đẹp nha các anh. Chiều dài của nó được 14 cm. Và tiếp theo sẽ là cây 10 12. Đây, cây này. Cái này thì những cái vết ngoài nó có những cái vết troxy. Số 10 KTC S2 gạch 1012. Bên này 12 nha các anh. Nó troxy ha. Bên trong cũng vậy, nó có những cái vết rỉ nhẹ. Tuy nhiên thì nó cũng còn nguyên vẹn hết. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được 13,5 cm. Giá cho một bộ 3 cây này là 70.000. Mã số 9. Mã số 9 70.000. Mã tiếp theo, mã số 10 là một cây kiềm gụi hiệu Fujiya. Đây đó, một cây kiềm gụi hiệu Fujiya hàng của Nhật. Bên trên này nó sẽ khắc chìm chữ Fujiya nè, NO1050. Cái này là logo hiệu Fujiya và cái này là logo nội địa Nhật nha các anh. Nó có cái phần lưỡi cắt ở đây. Nó hở sẵn nhưng mà rất là ít nha các anh. Về phần thép thì em thấy là cứng cáp và nguyên vẹn hết. Bên trong này nó còn đúc nổi, nó còn khắc nổi cái chữ Fujiya Japan này. Hai mặt luôn. Tổng thể là nguyên vẹn hết. Mình xem răng bên trong là các anh. Đây, răng bên trong em thấy là còn khá đẹp và lưỡi cắt là còn đẹp luôn, không có bị mẻ gì cả. Bây giờ em sẽ test cắt dây điện cho các anh xem. Nhưng mà em hết dây điện từ hôm qua rồi nè. Em chưa có. Ở đây còn có một mẫu tí xíu này thôi. Cắt rất là ngọt nha các anh. Cắt một luôn ha. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được 18,5 cm và lưỡi cắt là được 2,5 cm. Giá cây này là 90.000, mã số 10. Mã tiếp theo, mã 11 là một con dao rọc giấy hiệu Opha. Đây, một con dao rọc giấy hiệu Opha, con này nó cũng là hàng của Nhật luôn nha các anh. Bên trên này nó sẽ khắc chữ Opha, Opha Japan, xuất xứ từ Nhật ha. Cái phần màu vàng là bằng nhựa, còn cái phần màu đen đen này là bằng cao su mềm nha các anh. Mình cầm vào rất là êm tay. Mặt sau này nó còn có một cái tem nữa các anh. Đây này, Ofa Design Series. Cái phần này là phần thép dùng để làm gì em không có rõ. Em thấy nó có một số cái vết troxy nhẹ ha. Đây em sẽ mở cái phần lưỡi. Nên mình muốn giữ nó lại thì mình sẽ xoay qua phía bên phải này, là vặn khóa lại nha các anh. Sẽ không có di chuyển được nữa ha. Mình giữ như vậy để mình rọc giấy. Cái lưỡi này thì nó hiệu là KDS và nó cũng là hàng của Nhật luôn các anh, Japan. Nó lưỡi rất là đẹp luôn nè. Cái này mình sử dụng một thời gian thì mình có thể thay lưỡi ha. Cái này rọc giấy thì giấy A4 là mình hay rọc rồi. Em hay sử dụng mấy con dao rọc giấy gói hàng cho mấy anh nè. Mình sẽ rọc những cái giấy nó dày như thế này. Lưỡi rất là ngọt luôn nha các anh. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được 24,5 cm, lưỡi là được 8 cm. Mình muốn vặn xuống mình xoay hướng ngược lại. Đó. Rồi về chiều dài của nó khi mà nó đóng lại rồi thì nó còn 16,5 cm. Giá cây này là 70.000, mã số 11. Mã tiếp theo, mã số 12 là một cây kiềm bấm cóp. Cái này hiệu Minoru Kogyo. Nó là hàng của Nhật nha các anh. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái logo của thương hiệu này là chữ M nè, Minoru Kogyo. Đầu cốt của cây này rất là lớn nha các anh, số nè, 14, 22, 38. Mặt sau này nó cũng sẽ có số như vậy ha, 14, 22, 38. Logo cũng như vậy luôn. Bên dưới này thì nó có cái mã MH-238S. Cái chữ Nhật khắc chìm vào luôn nè. Còn mặt trước này thì sẽ là cái logo nội địa Nhật và cái mã số là 475086. Cái phần vỏ bên dưới nè các. Cái này bằng nhựa nha. Nó có những cái vân này mình cầm rất là ôm tay, bám tay nha các, chống trượt ha. Và cái phần vỏ là nguyên vẹn hết, không có bị nứt rách gì cả nha các. Cái này nó còn rất là đẹp nha. Bên trong này thì nó sẽ có đúc nổi cái dòng chữ Made in Japan, xuất xứ từ Nhật ha. Và bây giờ sẽ test hoạt động cây này. Lò xo nó còn hoạt động tốt nha các, rất là mạnh luôn à. Mình sẽ xem cái đầu bên trong luôn này. Bên này thì nó sẽ khắc chìm vào số 22 ha. Mình bấm code thì nó sẽ để là cái dấu trên cái phần code đó. Cái này size bự quá, em không có code để test cho các anh xem. Thì em sẽ test cái kiểu mà bóp bung như thế này ha. Đó, hoạt động trơn tru hết luôn. Và em cầm một tay nè. Cái này nó bự, khó thấy. Thì là các anh, em để ngang. Đó, nó bung ra rất là mạnh luôn ha. Lò xo là hoạt động trơn tru hết. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được tới 34,5 cm. Giá là 500.000, mã số 13. Em qua mã tiếp theo, mã 14. Một cây kéo cắt vải. Một cây kéo cắt vải hàng của Nhật nha các. Đây ạ. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật nè. Lõi ghép chỗ này là bằng đồng nha các, lõi bằng đồng. Và mặt sau cũng có chữ Nhật luôn. Còn phía bên dưới tay cầm thì sẽ có cho mình cái lớp sơn màu đen. Đó, thì nó không có bị tróc sơn gì quá nhiều các, còn nguyên vẹn hết. Còn về cái phần lưỡi bên trên này, lưỡi ở trong thì nó hơi lúng đốn rũ một tí. Tuy nhiên thì cái phần lưỡi cắt là em thấy còn đẹp nha, không có bị mẻ gì hết nha các. Đó, lưỡi cắt là còn đẹp. Em sẽ test cắt giấy cho các anh xem ha. Ngọt luôn hả các. Kiếm cái góc khác này. Lưỡi rất là dài. Về kích thước của cây kéo này thì chiều dài của nó được 25 cm. Và lưỡi cắt được 10,5 cm. Giá của nó là 120.000. Mã số 14. Mã tiếp theo, mã 15. Là một cây cắt kẽm. Một cây cắt kẽm bonsai hàng của Nhật nha các. Bên trên cây này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật nè. Các xem lưỡi cắt là khích xác hết luôn, không có bị hở sáng nha các. Cái phần thân của nó thì sẽ có cái lớp sơn đen như thế này. Không có bị tróc sơn gì quá nhiều ha các anh, cũng còn khá là mới đẹp ha. Nó sẽ có những cái họa tiết, những cái vân như thế này. Mình cầm vào nó rất là bám tay nha các. Mình xem lưỡi cắt bên trong nè. Lưỡi còn đẹp hết luôn, không có bị mẻ gì cả. Về kích thước của cây này thì chiều dài của nó được 19,5 cm. Và lưỡi cắt là được 0,5 cm đó các. Giá cây này là 350.000. Mã số 15. Và tiếp theo mã số 16 là một cây kéo cắt tôn. Đây là các. Một cây kéo cắt tôn hàng của Nhật. Cây này thì những cái mộc nó cũng sẽ được khắc chìm vào luôn. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật nè. Đấy, cái hình họa tiết gì đó các. Bên dưới này hình bông hoa hay sao đó. Đó, từng cái đường nét rất là đẹp luôn ha. Về cái phần thép thì em thấy là còn nguyên vẹn hết, không có bị nứt bể gì cả. Đây, còn đẹp. Về phần lưỡi nè, lưỡi là cũng không có bị mẻ gì hết luôn các anh, lưỡi còn đẹp hết luôn ha. Đây là các anh cắt tôn. Cây này size nó cũng lớn này, sẽ đo thử kích thước ha. Chiều dài cây này được tới 29 cm và lưỡi cắt của nó là được tới 7,5 cm nha các anh. Rất là lớn luôn ha. Giá của cây này là 170.000, mã số 16. Mã tiếp theo, mã số 17 là một cây kiềm điện hiệu Victor. Đây đây, một cây kiềm điện hiệu Victor hàng của Nhật luôn ha. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào chữ Victor này, Hanazono. Và chỗ này là logo nội địa Nhật này nha các anh. Nó sẽ có cái phần lưỡi cắt ở đây. Nó lưỡi thì không có bị hở sáng gì hết nha các anh. Còn phía dưới tay cầm là sẽ có ốp cho mình cái lớp vỏ bằng nhựa, cách điện là 10.000V nha các anh. 10.000V. Chỗ này thì đúc nổi luôn cái chữ Victor. Cán này thì vỏ này nó có những cái vết này bị nóng, bị teo này. Tuy nhiên thì nó không có bị rách gì hết nha các anh. Này nó cũng sẽ khắc 10.000V và Victor. Đó, bên trong thì sẽ có logo nội địa Nhật nè, đầy đủ hết luôn các anh, nguyên vẹn hết ha. Răng bên trong, răng bên trong này em thấy là cũng hơi mòn một tí, còn lưỡi cắt thì nó không có bị mẻ gì hết nha các anh. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được 21cm và lưỡi cắt là được 3cm. Giá cây này là 130.000, mã số 17. Mã tiếp theo, mã số 18 là một cái đầu búa. Một cái đầu búa hàng của Nhật luôn. Bên trong này nó khắc cái chữ Nhật nè các anh. Khắc cái chữ Nhật. Rất là đẹp luôn ha. Cái phần bên ngoài này thì cái đầu với đinh các nhìn thấy nó rất là đẹp luôn á, không có bị mẻ gì hết. Bên trong này thì nó bị cái chỗ hai bên này nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái đầu với đinh lắm các anh, nên hơi bị nhìn nó hơi xấu tí thôi, cái góc này thôi ha. Nó còn tổng thể cái này là rất là đẹp luôn nha. Lớp thép là cứng cáp, bên đầu mặt búa này các anh xem rất là mới. Những cái răng của nó nè, không có bị mòn, bị mẻ gì luôn, rất là đẹp. Về kích thước của cái này thì nó được 12cm. Đường kính mặt búa là được 2cm. Cái đầu búa này thì nó nặng 200g đó các anh. Cái này mình mua về mình tra thêm cái phần cán và mình sử dụng, hàng giá của nó là 150.000, mã số 18. Mã tiếp theo, mã số 19 là một bộ 3 cây đục. 3 cây này đó các anh, mình sẽ quay chi tiết từng cây ha. Cây đầu tiên bằng cán là cán gỗ và nó có một cái phần chốt cài bên dưới bằng sắt nha các anh. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật này. Cái bên trên này cũng là chữ Nhật là các, nhìn nó hơi mờ một tí nha. Lưỡi nè, lưỡi này em thấy là cũng còn khá đẹp, hơi nhâm nhâm một tí nhỏ ở đây. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 12cm và lưỡi này được 1,5cm các, 15 ly, rất là lớn ha. Cây số 2 nè, cán cũng là cán gỗ và có chốt cài bằng sắt luôn. Cây này thì nó có cái chữ Nhật rất là nhỏ ở đây, góc này đó. Nó cũng bị mẻ một tí cho nên nhìn nó hơi khó thấy, nhưng cây này cũng có cái mộc Nhật lên ha. Đây, lưỡi còn rất là đẹp luôn nè các. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 22,5cm và lưỡi này là 9 ly. Cây tiếp theo nè, cán gỗ nha các, cán gỗ và cũng có cái phần chốt cài bằng sắt luôn. Bên trên này thì nó sẽ có khắc nổi chữ Nhật nè, lưỡi nè các. Cái lưỡi này thì em không có mài, cái đầu nó hơi nhầm một tí, cái này các anh mua về mình có thể là mài lại ha. Về kích thước thì cây này nó dài tới 21,5cm, lưỡi cái này tới 2,8cm các, 28 ly, rất là lớn luôn ha. Là một bộ 3 cây. Một bộ 3 cây đều có một Nhật hết luôn nha các. Giá của nó là 270.000, mã số 19. Em qua mã cuối cùng là một cặp 2 cây khóa vòng hiệu Super. 2 cây. Một cây là 21-26, một cây là 23-26 ha. Thì mình sẽ xem từ cây này ha. Bên trên này nó sẽ khắc nổi là số 26, chữ Super và chữ Japan, hàng của Nhật ha. Còn mặt bên này sẽ là số 21 và cái logo nội địa Nhật nè. Mình xem cái đầu khóa bên trong, đầu này đầu 26 nè các. Khóa bên trong còn rất là đẹp ha, không có bị mẻ gì hết nha các anh. Bên này sẽ là đầu 21. Về kích thước của cây này thì chiều dài của nó được 36,5 cm. Cây tiếp theo sẽ là cây 23-26. Đây bên trên này nó sẽ khắc nổi số 26 nè, chữ Super nè và chữ Japan, đó, hàng của Nhật ha. Mặt sau này sẽ là số 23 và nó cũng sẽ có cái logo nội địa Nhật ở đây, AC. Và mình xem đầu khóa này 26 nè các. Bên trong chỗ này nó hơi rỉ tí ha. Tuy nhiên thì các cái góc thì nó nguyên vẹn hết, không có bị nứt bể gì cả nha các. Ở đầu bên này còn đẹp nè. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 36 cm. Em cân thử trọng lượng hai cây này ha. Cây này nó nặng nửa ký rồi các. Giá của nó là 150.000. Mã số 20. Vậy là em đã lên xong 20 mã hàng trong clip số 323 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.